Làm thế nào để một vòi phun nước hoạt động trong trường hợp hỏa hoạn? Xin chào, tìm hiểu làm thế nào để sử dụng công tắc tơ tự tính và máy dò khói trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hỏa hoạn là do lựa chọn sai lầm hoặc sai lầm trong nhà, văn phòng và các tòa nhà. Các vòi phun nước ban đầu được lắp đặt để kiểm soát đám cháy. Xem cách thức hoạt động của chuỗi điện khi có hỏa hoạn. Trước hết, có hai nút bấm trong cấu hình màn hình và ba đầu báo cháy FD1, FD2, FD3. Ngoài ra còn có một công tắc tơ tự tính MC1, một bể chứa nước và hai vòi phun nước để vận hành động cơ. Bây giờ hãy nhìn vào sơ đồ trình tự điện dưới đây, chúng tôi hoàn toàn quen với việc sử dụng công tắc tơ tự tính. Kiểm tra ở đây cho từng loại máy dò FD1, 2.3. FD1 là một máy phát hiện nhiệt độ khác biệt, FD2 là một máy phát hiện nhiệt độ không đổi, FD3 là một máy dò nhiệt độ quang điện trong trình tự điện. Khi người dùng nhấn nút PB1 hoặc mỗi đầu vào FD1 2.3, nguồn được cung cấp cho công tắc tơ từ và bộ rung, và công tắc tơ từ tính MC1 trở thành tự giữ trong trường hợp hỏa hoạn. Người sử dụng hoặc máy dò có thể được sử dụng để dẫn nước từ bể chứa nước đến vòi phun nước. Bây giờ thực hiện các kết nối cho từng thiết bị trên màn hình. Kết nối đã kết thúc, bây giờ bắt đầu kiểm tra chuyển động xem vị trí của vòi phun nước hoạt động thông qua nút bấm người dùng PB1 hoặc mỗi đầu vào FD1 2.3 của đầu dò, nút nhấn PB2 là nút dừng. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Detect. FD1. Detect release. FD1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Detect. FD2. Detect release. FD2. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Detect. FD3. Detect release. FD3. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Detect. FD1. Detect release. FD1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Detect. FD2. Detect release. FD2. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Detect. FD3. Detect release. FD3. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Input off. Wiring breaker. Luôn luôn chúng ta phải cẩn thận về đám cháy, hãy chắc chắn rằng không có đám cháy xảy ra. Tuy nhiên, nếu đám cháy bùng phát, bạn cần giúp tắt lửa hoặc sơ tán nhanh chóng. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn chuẩn bị tốt cho đám cháy xung quanh chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem, kiểm tra đăng ký và nút thích, chúng tôi sẽ làm cho ngày càng nhiều video học tập. Bất kỳ câu hỏi nào khác sẽ được đánh giá cao nếu bạn để lại chúng trong các bình luận bên dưới video. Chúc một ngày tốt lành.